Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ dẫn các em giải bài 54 trang 30 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tìm hai số x và y biết x phần 3 bằng y phần 5 và x cộng y bằng 16. Ở đây ta thấy đề bài hai ẩn x và y đều nằm trên tự và đề bài biết cho là tổng của hai tử số là bằng 16. Thì ở đây chúng ta đã có tính chất đó là nếu như chúng ta có dãy tỉ số bằng nhau A phần B bằng C phần D bằng E phần F thì ta cũng suy ra là ba tỷ số này bằng nhau và bằng tổng các tử số trên cho tổng các mẫu số hoặc là bằng A trừ C cộng E thì ở dưới mẫu tương ứng cũng phải là B trừ C cộng F ở đây là dấu trừ thì ở đây cũng là trừ đề cộng dưới đây cũng là cộng như vậy áp dụng tính chất dễ tỉ số bằng nhau thì ta có nếu như x trên 3 bằng y trên 5 cũng sẽ bằng x cộng y trên 3 cộng 5. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng x cộng y bởi vì đề bài chúng ta cho x cộng y. Chúng ta sử dụng để lát chúng ta thay vào. Chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết như sau. Lời giải chi tiết. theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có đó là đề bài cho là x phần 3 bằng với y phần 5. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có là nếu như ta lấy x cộng với y tử số thứ nhất cộng từ số thứ hai thì tương ứng của nó sẽ phải là mẫu số thứ nhất cộng với mẫu số thứ hai. Mà đề bài cho x cộng y đã bằng 16 rồi, như vậy chúng ta chỉ việc thay vào đây là 16 phần 3 cộng 5 là bằng 8. Chúng ta rút gọn được kết quả này là bằng 2. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là x phần 3 của chúng ta là bằng với 2 thì chúng ta sẽ tìm được ra là x bằng 2 x 3 bằng 6. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là y vận 5 cũng sẽ bằng 2. Suy ra y bằng 2 x 5 bằng 10. Đến đây thì chúng ta sẽ kết luận. Vậy x bằng 6, y bằng 10. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 54 trang 30 sách giáo khoa Toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.